Mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, còn cha là người dạy dỗ cho những đứa con tung hoành biển lớn. Trang trải những vần thơ, tác giả Trần Quảng nhớ xa xôi mà gần gũi ngày cha đã mãi mãi ra đi, trong dạt dào cảm xúc. Hoàng My và Thanh Hiếu chia sẻ nỗi buồn nhớ cha cùng nhà thơ vào một ngày ký ức. Sinh ra trong một gia đình truyền thống lề giáo tam kinh ngũ thường, lớn lên đất nước nhiều nhường, tham gia đánh Pháp bị thương về nhà, thiện căn phần phước ông bà 9 năm xa cách, nay đã muộn con. Nỗi mừng trưởng tử đức tôn, công ơn cha mẹ tông môn nối dòng. Dù nghèo tự tài thâm dòng, tình thương trải dòng sông không dần. Anh em con cháu quý hơn, đối nhân xử thế tộc nhân ân cần. Cha ơi, tuổi 95 lan diền ai mất, viễn thăm chuyện trò. Một hôm gọi lại chuyện trò, chở cha Đà Nẵng thăm cô cuối cùng. Tuần sau thọ bền lâm chung, ai đến cùng biết cha nhìn khoác tay. Cha ơi, một tháng 7 ngày chẳng phiền con cháu nhẹ dày tâm thân. Giữa trưa tháng 7 mùng 5, giữa trưa tháng 7 mùng năm, thời khắc nghiệt ngã cha nằm lặng yên. Đau thương con dâu nỗi niềm, A Di Đà Phật
hồn thiên nhẹ nhàng. Đời cha sinh thuần tự an, thượng thọ chín sao nhẹ nhàng vàng xanh. Nay con phát nguyện tâm thành, nhờ ơn Phật Pháp siêu sanh độ trì. Nay con phát nguyện tâm thành, nhờ ơn Phật Pháp siêu sanh độ trì. Cha ơi sinh ký tự quy, ẩm siêu dương thời độ trì cháu.